Ô đây này, bây giờ nó sủi. Không, bây giờ tay nó đâu. Sủi bọt, sủi tam lên này, có cái mùi lên rồi đấy. Hôi nắc rồi, hôi nặng rồi. Đây là một người đấy. Ừ. Rồi, cái này một tí nữa là sẽ máy vào đây múc đúng không ạ? Cái chỗ đen đen đấy đúng không? À đây đây này này. Vâng vâng vâng. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đấy. Đấy đấy vâng đúng rồi đấy. Đấy. Sủi bọt lên đấy kìa. Đây các bác là bây giờ nó sủi bọt lên như này mà này này nó. Bây giờ sẽ cắm gầu và phát tà sâu thử phát xem. Nếu mà không được thì để ngày mai bắt đầu xử lý. Đấy, hết đâu cũng tắt phít dưới kia luôn. Ui dồi ôi, thế này thì sâu thế này mà. Một phát. Đây cái là các anh bộ đội lại tiếp tục vào công việc của mình làm tìm kiếm các bác ạ. Bên kia bản mọi người đang họp các bác. Anh Nhiễm không à ghi hình nữa. Vì đó là cái quyền riêng tư của bản của họ các bác ạ. Mọi người vẫn miệt mài tìm kiếm. Đây bác sẽ đào hết ra này để cho cái bùn với nước với cát để xuống hết đi các bác. Để không bị sụt lún đấy. Chắc là bản có cái gì đấy các bác ạ. Phải họp mọi người nó mới đông như vậy. Bây giờ là công cuộc làm gọi là dọn dẹp. Thank you.
buổi sáng đã không thấy cái gì rồi các bác ạ, chỉ mong là buổi chiều này các anh sẽ tìm được những thi thể tiếp theo các bác. Bây giờ mọi người ai cũng ngóng, ai cũng mong, người thân thì ai cũng muốn là tìm được là những thi thể là thân của mình các bác, người dân ai cũng muốn, không chỉ riêng là người thân, mọi người, tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc lúc nào cũng chỉ mong là các anh sẽ tìm ra và lại hoàn thành nhiệm vụ các bác ạ. Lại tiếp tục tập trung, lại tiếp tục là phân công ra làm, bác chia từng tốp lại, chia từng tốp, từng tốp một đây. Tốp trên này, tốp ở bên dưới kia nữa các bác. Chỗ này hôm qua làm ba cái máy đào các bác, anh nghiệm ghi hình rồi đấy, đào hết cái khu này mà không thấy phát hiện được thêm cái gì cả. Bác nhìn thấy không này, rễ cây, cây cối, rác, cây to như này mà trên kia, trên đồi kia sạt lở mang xuống đây hết các bác ạ. Nhiệm vụ công việc của mình. Đây là các bác này. Các anh sẽ đi tìm cái chỗ nào mà nó dì ra như này, như là cái máu đấy các bác, đỏ đỏ này, các anh sẽ là cho cây để chọc xuống để gọi là xem các bác. Đến cái tầm, đến cái bây giờ chắc là những cái thi thể đã bị phân hủy hết rồi các bác. Đó, xe chủ lên đỏ đỏ thế kia này, đó. Cũng có thể những cái đấy là xác của những cái con gà, con lợn hay là con cá gì đấy các bác. Bây giờ đấy cứ đi tìm những cái chỗ như thế là sẽ là cho cây xuống là chọc là tìm các bác. Các anh đều cứ tìm những cái chỗ như thế là sẽ là cho cây xuống. Lại tiếp tục cho là các chú chó để xuống làm nhiệm vụ các bác ạ. Bây giờ này mà những cái thi thể này, đến thời điểm bây giờ chắc cũng có thể phân hủy ra rồi các bác ạ, phân hủy. Nên có thể là nó sẽ là đâm ở dưới đất ấy, nó sẽ chảy ra cái mùi ra. Vì thế là đến bây giờ là hiệu quả nhất chỉ là những chú chó đây các bác. À, hôm nay có vẻ là các thêm một chú chó mới hay sao các bác này. Hôm qua thì anh Nghiệm có nhìn thấy con chú chó đen này đâu, hôm nay thấy có thêm một chú chó đen này. Okay. Okay, come on. Right.
Ông vừa dùng sơ lô chỗ nào đấy? Đúng rồi. Hình như hôm nay có thêm chú chó mới hay sao đúng không ạ? Chú chó đen này hôm qua không thấy này. À, lại là ba chú đây là mới lên đúng không ạ? Ôi trời. Mấy chú chó trước thì xong hoàn thành nhiệm vụ rồi các bác. Xong bây giờ tiếp tục lại các chú khác lại lên tiếp. Mày xúc kia ai ơi? Máy lên là mang lên không được các bác ạ. Quá kỳ khủng và là đá hoàn toàn hết rồi.
ngôi nhà sàn này bây giờ thành là ngôi nhà hoang rồi, không có ai đến đây ngủ. Mà trong cái đó những cái hộ này gia đình là cực kỳ rất là giàu luôn các bác nha này. Đó. Nhà toàn là bằng gỗ đẹp, gỗ chất lượng không thôi, toàn là tủ, bàn ghế. Cái này nền nói chung là lát đẹp hết rồi các bác này, nội thất quá đảm bảo chất lượng. Nhưng bây giờ còn đâu nữa, thành là ngôi nhà hoang cái này luôn rồi. Anh đấy mới có phải, mới có phải là anh chủ nhà không? Sàn các thứ này các bác được e ghép quá đẹp luôn. Ở dưới gầm sàn được mấy cái con xe à anh? Anh không, con lấy xe rùa hay sao? Hả? Xe rùa hay sao? Nhưng mà dưới gầm sàn có mấy con xe các bác ạ? Điều ta cũng gọi là vui hết như này rồi. Dưới gầm này có 4 con xe. 4 con xe à anh? 4 xe máy. 4 xe máy dưới gầm. Một con kia ở chỗ kia lên thôi. 4 con nữa. Bây giờ những cái con ô tô kia là không, chắc là không mang lên đường nữa rồi nhỉ. Con xe tải dưới kia kìa. Mấy múc bảy lên đường. Bây giờ là ở dưới cái nền nhà đây này các bác này, ở bên dưới gầm sàn đấy, đất cát không, không biết là ở dưới là có thi thể nào dưới kia không các bác. Chỗ này bây giờ múc đập bỏ cái này để múc đào dưới kia cũng khó. Ở dưới kia bây giờ hiện tại bây giờ chôn là mấy con xe dưới kia nữa. Một hộ gia đình rất khá giả, giàu có các bác, điều đã biến thành như này luôn. Mất tất cả, không còn cái gì, mất cả người thân, mất cả chỗ ở, mất cả nhà. Tiêu điều hoang tàn hết, chẳng còn cái gì nữa. Cây hay là cây. Hay là xác của con gì đấy nhỉ? Có thể cá hay là con gà gì đấy, gì đấy. Chắc cây. Đây dễ cây nằm chúng ta đây rồi. Anh chọc phát đây rồi đây. Sáng
Ui dồi, lên trên này quá này. Khiếp, toàn là đá không. Đoạn đá này là nó nặng hơn này, nó sẽ là ở bên trên này các bác, còn bên dưới kia là bùn đất. Phù sa thì nhẹ, nó sẽ là xuống bên dưới. Này đá không cái này thì chịu luôn rồi. Cái bãi này các bác này, những cái bãi này toàn là bùn thôi với sỏi sụt các bác ạ, chưa cái con này để tìm được. Cái này chắc phải để một thời gian nữa chờ nó khô đi. Những ngôi nhà thoát nạn còn lại các bác này, đi vào sượt qua cái chỗ khu nhà bếp kia, ngôi nhà to không đến, nhà kia kia nữa các bác biết không, tại sao rồi? Vì nó cũng là do được là ở cái chỗ kia kia các bác, nó che kìa, có cái sườn kia nó che, đầm phát sang bên này bắn nó không đến được. Nếu mà không có cái chỗ sườn ở cái chỗ kia đấy thì chắc có thể là mấy ngôi nhà cái dãy chỗ này là cũng gọi là bị quấn đi hết rồi, vùi lấp hết rồi các bác. Toàn là đá không sợ. Để hình dung được không biết là bao nhiêu, không biết bao nhiêu khối tấn đá, khối tấn cát sỏi xuống. Các bác cái chỗ kia thì các anh này khả nghi đấy là có cái con gì ở dưới kia các bác, thì cắm cái cờ trắng, cờ làm bằng cái bao tải vào đấy kìa. Để một chút nữa là máy xúc sẽ lên là sẽ đào chỗ đấy. Vì chỗ kia nó cái màu đỏ nó lên với lại nó sủi bọt thành nhiều các bác, chắc chắn có là xác của cái gì dưới đấy kìa. Có thể là xác trâu, xác lợn hay cái gì đấy, mà có thể là thi thể của người các bác. Ô đây này, bây giờ nó sủi. Không, bây giờ tay nó đâu. Sủi bọt, sủi tam lên này, có cái mùi lên rồi đấy. Hôi nắc rồi, hôi nặng rồi đấy. Một người đấy. Ừ. Rồi, cái này một tí nữa là sẽ máy vào đây múc đúng không ạ? Một tí nữa đâu. Chạy đi trước bắt rồi. Kêu về mình đây. Phải đợi. Thế này các bác này. Chỗ này này, một cái đường bê tông lên. Chỗ đây là hệ thông đường bê tông ra ngoài này nha. Đi lại. Sẽ ra thông hết các bác ạ. À. Mà bây giờ thì nhưng ngôi nhà này bây giờ mọi người bà con đây là cũng được sống không bị sao đấy các bác. Mọi người cũng sẽ là bỏ hết ngôi nhà này, sẽ không ở nữa, sẽ di chuyển sang
chỗ khác làm, tôi nghe nói bảo bây giờ đang làm chuẩn bị làm cái khu tái định cư mà các bác. Sập hết này. Ôi giời, trời cái băng này phát như này, cái đường bê tông đây xong phát đẩy phát xuống đây này, khiếp thật, quá khủng khiếp. Giờ này anh Nhiệm mới lên được tít trên cao trên này, tục quay cái hình cho các bác biết. Vì mấy ngày trước ấy, ở chỗ này trời nó vẫn chưa khô các bác, chỗ này là cảnh báo này, không cho mọi người ai lên đây. Bây giờ có thể lên đây được rồi. Thử lên trên trên này một đoạn trên này xem nào. Theo ngược cái đường bê tông lên trên này thì xem. Ở dưới chân này là đường bê tông này các bác ạ. Bác nhìn thấy kinh khủng chưa? Đó. Nước có chảy mái giết máu đục cái này rồi bác ạ. Toàn cảnh trên cao nhìn xuống này. Bí đầu san phẳng lên đấy các bác. Khiếp. Đào mòn hết. Đâu chỗ nào chú? Cái chỗ đen đen đấy đúng không? À đây đây này này. Vâng vâng vâng. Đây 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 đây. Đấy đấy vâng đúng rồi đấy. Sụt bò lên đấy kìa. Bây giờ khả nghi chỗ nào là phải đào chỗ đấy. Cái khẩu trang nào? Có
mai mà coi như hắn làm hắn tồi như thế này bốc lắm. Hiện tại thì máy xúc tiến đời bên kia mọi người cũng là đến xem rất là đông. Đúng rồi, ra đây là ngồi cầu máy xúc đứng sang đấy. Không thì bên kia thụt đéo vào được đâu. Bên kia lún lắm, bây giờ nó đẩy hết bùn sang đấy rồi. Quay vào mà ngồi trên cầu mà sang. Đấy. Xuống đi.
không phải trâu thì cũng được, không phải người thì cũng được trâu. Mùi anh thích cái mùi này. Thầy chú bảo cái này mà bốc mùi lên các bác mà. 80% là người ở chúng ta. Mùi nó sẽ khác bình thường mùi con trâu. Cái mức thì mùi sẽ khác.
đợt này anh nhà máy xúc là gọi là bó tay luôn rồi. Nghi ở chỗ này rồi nhưng là không thể nào múc được. Đây chắc phải làm thêm máy vào tiếp tế vào nữa, tiếp vào múc thì may ra còn được. Sau đó là quan sát ở ngoại quan ở bên ngoài này, và tiếp theo bây giờ là những con người rồi dùng kính giác của người. Mọi người cũng tỷ lệ phần trăm ở đây cái khu vực này mọi người cũng đang nghi ngờ cao là sẽ có không có mùi gì đâu. Bên trong một tí nữa đấy anh ạ. Ở bên trong một tí nữa đồng chí ơi. Ngay cái đầu máy cúc á. Bên kia đằng sau lưng. Đó. Đây. Trước mặt. Tìm kiếm có vẻ rất là khó khăn. Đây các bác làm việc nó sủi bò lên như này mà này nó điều thì cắm gầu mà phát tờ sâu thử phát xem, nếu mà không được thì để ngày mai bắt đầu xử lý. Đấy, hết được tít dưới kia luôn. Cho nó căng luôn. Ui giời, thế này thì sâu thế này mà một phát.
bó tay luôn rồi các bạn ạ. Không còn gì mà để không thấy là trả chút ạ. Hết cỡ rồi anh nhỉ, gọi là hết khả năng rồi các bác. Nhìn cái bầu cầu cái này là khoảng bao nhiêu mét anh sâu? Gần 3 mét. Ngay giờ. Và cái khu vực này là có cái truyền. Đã tới đáy rồi, 3 mét tới đáy rồi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Các anh em bộ đội cũng về rồi, máy cũng lên rồi các bác ạ. Công cuộc tìm kiếm ngày hôm nay là không thấy cái gì hết các bác. Nếu có cái gì anh Nhiệm sẽ tiếp tục là cập nhật tình hình tiếp những ngày tiếp theo cho các bác xem nhé.